những con suối trở thành điểm tập kết rác thải tự phát của người dân. Quý vị có nghe nhầm không ạ? Xin thưa là không. Và đây là thực trạng đang diễn ra tại một số cây cầu bắc qua các con suối ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Tại đây, các chất thải, túi ni lông, chai nhựa, nước thải sau sản xuất chế biến nông sản, thậm chí là xác chết động vật đều được một số người dân kém ý thức trút thẳng xuống dòng suối. Chính điều này đã tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cho người dân. Cầu Thai Lét nằm trên trục đường chính của xã Đạo Trù. Biển cấm đổ rác được địa phương in chữ ngay ngắn đặt tại chân cầu. Nhưng ngay bên dưới biển cấm này lại là một bãi rác lớn. Trên mặt cầu, rác đang được đốt cháy dở với đủ chủng loại bốc mùi khó chịu. Còn dưới chân cầu, hàng trăm bao tải rác khác đang ngâm mình dưới nước chờ phân hủy. Rác đã được người dân ý thức đút gọn gàng vào các bao tải, các túi lớn, túi nhỏ, nhưng lại vô ý thức ném thẳng xuống suối. Cứ để cho dân tự do này thì người ta một người làm thì tất cả cùng làm như thế thôi. Tình trạng này nó diễn ra lâu chưa? Mấy năm nay rồi. Thế là người ta thải nước thải này, thải rác. Thải nước thải, thải rác các kiểu, các thể loại. Chăn nuôi có thải nhiều không ạ? Chăn nuôi cũng thải tất ra đấy. Thế thì có ảnh hưởng đến cái nguồn nước mà mình đào được? Ảnh hưởng chứ, mà chúng tôi đa số là dân ăn nước suối người ta dẫn về. Tại một cây cầu khác bắc qua con suối Son thuộc thôn Đồng Quạ, xã Đậu Trù, do đang là mùa nước cạn nên các bao tải rác nằm lăn lóc trên mặt đất. Dòng chảy nhỏ của con suối phải lách qua các bao tải và biến thành một màu khác. Nếu vào mùa nước, các bao tải rác này sẽ nổi và theo dòng suối chảy đi. Thưa quý vị và các bạn, phía sau tôi đây là dòng suối Son. Quý vị và các bạn có thể thấy là rất là nhiều bao tải rác thải đã ném trực tiếp xuống suối, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây ô nhiễm nguồn nước của người dân ở tại đây. Một trong những nguyên nhân mà gây nên tình trạng này đó là ở tại địa phương thì chưa có cái tổ thu gom và xử lý rác thải, cho nên là người dân sẽ tự xử lý rác thải tại nhà. Một số người dân không có ý thức thì sẽ lợi dụng những cái lúc trời tối, đêm khuya đem ném rác thải trực tiếp xuống cái con suối này và gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay. Theo tìm hiểu của phóng viên, thôn Đồng Quạ không có tổ thu gom rác thải, các hộ gia đình tự xử lý rác thải tại nhà, số không xử lý được thì người dân đem đi đổ trộm như thế này. Mặc dù thôn đã có chủ trương nếu bắt được ai vứt rác xuống suối thì sẽ phạt tiền, nhưng rác thì ngày một nhiều mà thôn thì chưa xử phạt được ai. Người dân người ta cũng ý thức kém quá, người ta không thực hiện được. Thì đấy, bây giờ họ cứ ném rác, là những cái rác thải này họ ném vào ban đêm. Ban đêm họ đi chế tài thì xử phạt thì trưởng thôn người ta vẫn xử phạt, nhưng mà cái người ý thức của người dân người ta ném rác vào ban đêm ấy nên là mình không kiểm soát được. Rác thải sinh hoạt được ném thẳng xuống suối để tự phân hủy, thậm chí nhiều hộ chăn nuôi còn xả trực tiếp nước thải ra suối, khiến các con suối chảy qua khu dân cư bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ô nhiễm nước mặt và ô nhiễm nước ngầm khiến cho nguồn nước giếng của người dân không đảm bảo. Để có nước sinh hoạt, hầu hết người dân trong xã Đạo Trù đầu tư dây dẫn, kéo nước trực tiếp từ đầu các con suối về dùng. Bởi vì nếu mà mình đào giếng ở đây ấy, thì rác thải nhiều quá, nó nhiễm xuống dưới đất rồi mình đào giếng là mình không sử dụng được cái nước đấy. Cái thứ nhất là nước nó sẽ có cái màu vàng mà khi mà cho lên đo để mà kiểm nghiệm xem là cái chất nước có dùng được không ấy thì nước hoàn toàn ô nhiễm. Xã Đạo Trù có dân số trên 16.000 người, nhưng lại không có hợp tác xã môi trường nên việc hình thành các bãi rác tự phát là điều không thể tránh khỏi. Theo địa phương, hiện nay 12 trên 12 thôn đã được quy hoạch có bãi rác. Địa phương giao cho các thôn tự bàn bạc tổ chức thu gom và xử lý rác thải, nên có thôn sẽ thành lập tổ thu gom rác, có thôn hướng dẫn người dân xử lý rác tại nhà. Ủy ban xã cũng đã có những cái thông báo những cái văn bản, thông báo là còn trong cái thông báo đấy còn nói chi tiết ra là nếu mà xả rác nơi quy định như thế còn xử phạt bao nhiêu tiền theo quy định. Tuy nhiên là cái nhận thức của người dân là người ta cũng không nhận thức rõ về cái nguy hại mà mình xả rác ra môi trường thì họ vẫn xả rác đấy, mặc dù là địa phương cũng đã can thiệp bằng những cái văn bản, bằng những cái xử phạt đấy. Ở thôn đấy là người ta cũng áp dụng những cái là khi phát hiện ra một hộ nào đấy vứt rác nguồn nước quy định là người ta cũng xử phạt theo thôn đấy ạ. Đạo Trù là nơi đầu nguồn con suối. Việc xả rác trực tiếp xuống suối không chỉ gây ách tắc dòng chảy mà còn đem lại hệ lụy vô cùng nghiêm trọng cho môi trường nước. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước mặt, nước ngầm của người dân, nhất là ở các địa phương cuối nguồn nước. Vì vậy,
rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm trên dòng suối này.